Chào cả nhà, hôm nay đang chuẩn bị gói hàng cái cây na dưới Đài Loan cho khách. Thì có một bạn á điện tới hỏi là cây na dứa có thể trồng được ở trong chậu ở sân thượng hay không. Thì sẵn đây mình quay luôn để giải đáp thắc mắc ha. Thì cái cây na dứa này mình trồng rất là lâu rồi nha cả nhà. Đó, và hiện tại cây đang cho hoa rất là nhiều. Hoa sum xuê luôn nha cả nhà. Chi chít trên cây. Và đây, đây là cái gốc của nó ha. Đó, cây cao khoảng 1,5 m nha cả nhà. Đó, hoa thì nó cứ chi chít ha, nó cứ mọc cái nhánh lên là nó có hoa. Giờ mình quay cho cả nhà coi nè. Đây, mình trồng trong cái chậu rất là bé nha. Cái gốc nó bự như vậy. À, cái chậu nó thì bé như vậy ha. Vậy mà cây vẫn phát triển tốt nha cả nhà. Thì mọi người mua về á, mọi người trồng ra cái chậu to hơn ha. Chăm sóc mấy em này kỹ hơn thì nhất định cây sẽ cho trái nha. Thì nếu ai đã từng biết về cái dòng na dứa này cũng biết là cái vị trái thì ăn rất là ngon, ít hạt. Và hiện tại trên thị trường thì cái giá cái trái na dứa này nhập ở nước ngoài về rất là đắt đỏ. Nhưng cây thì phát triển rất là tốt ở Việt Nam chúng ta. Thì tại sao chúng ta không tự trồng cho gia đình mình để có cái nguồn trái sạch, ngon, bổ, rẻ để thưởng thức ạ? Thì qua đây mình chia sẻ cho mọi người coi ha. Nếu ai thích trồng na dứa ở trong chậu hay hoặc là trồng ra đất, nếu mà ra đất thì dĩ nhiên cây nó phát triển mạnh hơn rồi, thì nhớ liên hệ với số điện thoại trên góc video nhé.